thử quả này bổ ăn nhá, để xem là nó như thế nào nhá. Quả này là đầu tiên đấy. Đấy, đẹp chưa? Ngon lắm. Đến tầm này là hết Tết rồi, hôm nay là già, mai là rằm rồi nhá. Mai là rằm tháng riêng rồi. Thế nhưng mà không khô một tí nào. Mà có khi còn rất nhiều nước. Đây là quả này là năm đầu tiên này. Bói năm đầu tiên chất lượng này. Hôm nay mình quay cái mấy cái cây bưởi của mình mà năm ngoái mình vừa cắt tạo tán nhá. Vì những cái cây này nó ở cạnh sân nhà mình cho nên là mình cũng muốn để cho nó vươn cao. Thế cho nên là mình cắt không sâu. Mỗi loại bưởi thì có một cách làm khác nhau và cũng có nhiều người làm bưởi thì muốn cái tán nó nhiều ra thì họ vít cành. Nhưng mà mình thì thích cái kiểu cách cắt giật để cho nó tạo thành cái cành nó khỏe và nó sẽ tạo một cái lượng tán rất là đẹp. Cành răm cành nó dày lên. Trước mình khi mình cắt tạo tán ấy, thì mình cũng quay video để các bạn xem, thì sau đấy nhiều bạn hỏi là quay lại cái video để xem là nó phát triển làm sao. Thì đây, thì hôm nay là mình quay cái video này để các bạn xem nhé. Cái vườn ngoài đồi mình không ra quay được, nhưng mà mình quay cái vườn ở đây. À, quay cái vườn ở trong nhà đây. Đấy. Năm nay thì cái bưởi này của mình là bưởi ghép nhá, là được bắt đầu sang tuổi năm thứ 3. Ghép năm 2008 à 2018 năm thứ 3. Đấy mà nó đã tốt đẹp này, năm nay hoa rất là nhiều. Đây cho các bạn xem những cái vết cắt năm ngoái này. Đấy, năm ngoái cắt sâu xuống này nhá. Đấy, và lượng cành nó bung ra đấy. Đấy, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đấy. Cắt xong lượng cành nó bung ra rất là nhiều. Đúng ra năm nay là phải cắt lần nữa, nhưng mà thôi mình để cho nó vọt lên để cho cành nó to ra nữa. Cành khỏe, to khỏe ra đến mùa thu thì mình sẽ tiến hành cắt. Đây là những cái gốc bưởi diễn nhé. Gốc bưởi canh diễn, xong rồi mình ghép cái bưởi diễn giống mới của mình. Đây. Đấy, cho các bạn xem những... đây nhá. Đây này. Bờ quá, không xem được. Nhưng mà đấy, tức là mỗi cái vết cắt sau là nó sẽ tạo được thêm 4 đến 5 cái cành mới. Và các cái cành nó đều to khỏe cả. Đấy. Để cho mọi người xem cái vườn bưởi của mình trồng cành chiết được 3 năm nhé. Vườn bưởi này trồng từ năm 2018, năm nay là 2021, đấy, được 3 năm. Năm ngoái thì mình để nó được một vài quả, nhưng năm nay thì hoa rất là nhiều luôn. Đây các bạn nhìn xem này, hoa. Hãy
Đấy, các bạn nhìn cây đẹp không? Đấy, năm ngoái mình đã cắt tạo tán một lần nhá. Cắt tạo tán một lần thì cây năm nay nó mới được sum xê như thế này. Sum xê và rất là nhiều ấy luôn. Nhiều lộc luôn, nhiều cành luôn. Nhìn chung cái phương pháp cắt tạo tán thì một số người muốn thích làm theo cách đấy nhưng một số người lại không. Đấy, cho nên là khi video mình đăng lên thì cũng có một số bạn nói là làm không đúng, có một số thì đồng tình. Nhưng mà mình cái này mình trả video mình quay cái cách làm của mình để giải trí thôi. Nên các bạn xem thì mang tính chất giải trí xây dựng. Còn mình cũng không để hướng dẫn ai theo cái cách của mình cả. Bưởi thì mỗi giống nó một loại khác nhau. Thế cho nên là có người thì vít cành, có người thì cắt tạo tán. Như mình thì mình muốn cắt tạo tán và để cho nó ra các cái tay cành của nó chắc chắn và nó theo cái kỹ thuật cụ thể. Đấy, cây này năm ngoái để một vài quả nên năm nay kia còn một quả, tí nữa mình sẽ vặt để thưởng thức cho các bạn xem. Đấy nhá. Đấy, vườn bưởi nhìn quá đẹp luôn, lộc quá đẹp luôn. Năm ngoái thì nó ra quả chơi chơi thôi, mình có cây có cây không. Nhưng năm nay thì mình sẽ nhất quyết là mình sẽ để quả để ăn. Thì mỗi cây thì mình sẽ để được khoảng 20 quả là hợp lý. Đấy, cũng không nên là bỏ không cho nó đậu quả. Và vẫn phải để cho nó đậu quả. Đúng, bưởi này là ăn được từ tháng 10 nhé. Ăn tháng 10 và ăn đến Tết luôn. Đấy. Quả nặng lắm, quả nặng lắm. Giống bưởi này của mình ăn rất là ngọt. Tôm giòn, ráo nước. Đấy, năm ngoái là mấy cái cây này tay nó lên, nó chỉ có một cành nó lên. Thế sau đấy mình cắt bỏ. Cắt bỏ tạo tán và năm nay thì cảm thấy nó sum xê luôn. Sum xê sướng luôn đấy, nhìn cây này. Nhìn chung là vườn bưởi này của mình chỉ cần sang năm nữa thôi là kín vườn luôn nhá. Kín vườn luôn. Tỷ lệ mình trồng đây là 5 mét một cây nhá. 5 mét một cây nên là cũng tương đối rộng. Thế mà nó cũng đã kín rồi đấy. Đấy nhá. Các bạn nhìn sướng không? Cái hoa của nó này. Hoa phải nói là chi chít luôn. Nói thật sự cái cây này thì năm nay nếu mà để quả thì chả cần vít. Có khi nó cũng đù xuống, có khi cũng gãy cành. Quá nhiều hoa luôn. Thơm ngát luôn cả nhà. Nói cái gốc bưởi chiết này trồng 3 năm tuổi thì cũng khủng đấy các bạn. Mà mình chăm cực ít nhá. Không phải là chăm nhiều đâu. Không có thời gian để chăm. Hầu như là trồng bỏ đấy thôi. Một năm giỏi lắm mình bón cho nó được một lần phân gà. Một lần phân gà mà gọi là bao phân gà kìa, bao vẫn để cả bao đấy. Đấy. Thế thôi, không bón được cái gì mà không tưới được nước nốt. Thế mà nó như này này. Đấy, đây nha, mình tiến hành mình vặt cái quả bưởi này nhá.
để vào bổ thử cho các bạn ăn, cho các bạn xem nhé. Đấy, đẹp chưa, cây bưởi cắt tạo tán đấy. Anh vặt thử quả này để bổ cho các bạn ăn này. Đấy, lộc, nhìn lộc đó. Bố quả vặt thử quả này bố ăn nhá, để xem là nó như thế nào nhá. Quả này là đầu tiên đấy. Đấy, đẹp chưa. Đấy, đây là quả bưởi năm đầu tiên đấy. Nhìn đẹp ngon, thơm lắm. Wow, quá tuyệt vời luôn nhá. Đấy, cho các bạn xem vườn bưởi. Lộc hoa nhiều, bát ngát luôn. Vặt vào cái cây kia nhá cả nhà nhá. Đây, nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi, tiến hành bổ này. Không, cứ ngồi em ngồi một lúc đấy xong quay lại gần xem mùi bưởi. Hôm nay là ngoài Tết rồi nhá. Quả bưởi này là để trên cây bởi vì năm vừa rồi nó mới bói. Cho nên là chả buồn vặt. Hôm nay quay video cho các bạn như là vặt bổ thử thôi. Đây. Đầu tiên nhá. Đấy. Lại gần em ơi. Lại gần sát bưởi. Sát quả bưởi thôi. Đây, các bạn nhìn này. Đấy. Thấy không? Năm đầu tiên nó chưa có nhiều quả cho nên là cũng chưa được chăm sóc đều cho nên là múi nó bị múi to múi nhỏ này, không đều, phải không? Ngon lắm. Đến tầm này là hết Tết rồi, hôm nay là mai là rằm rồi nhá. Mai là rằm tháng Giêng rồi. Thế nhưng mà không khô một tí nào. Mà có khi còn rất nhiều nước. Đây là quả này là năm đầu tiên này. Bói năm đầu tiên về chất lượng này. Bưởi này khả năng là đến lúc thu hoạch thì mình nghĩ là sẽ tương đối ổn, cũng không bị mất giá lắm đâu bởi vì chất lượng nó ngon. Đấy. Sẽ xem nhé, này nhìn múi bưởi thấy không, ngon không? Đấy, múi bưởi đấy. Nếu khi mà quả cây nó mới nhiều quả và chăm sóc được đều ấy thì nó không có những múi lép này. Thì nó sẽ đều, quả nó sẽ đều, nó sẽ chuẩn hơn. Đấy, vì nó còn múi lép ở trong nó kiểu nó tốt quá, nhiều dưỡng chất quá. Đấy nha, đấy nước tràn trề luôn này. Cho các bạn xem tôm luôn. Đấy. À, thấy chưa? Đấy không, nước chưa? Này. Tôm vàng óng luôn nhá. Đây, thử một múi luôn nhá. Thử một múi luôn này. Bạn thấy úi xù, tôm này. Úi rồi. Ngon chưa? Đấy. Tôm của nó đó. Quá ngon luôn. Wow. Ủa nước. Chưa được ngọt lắm. Nhưng mà cái này là nhìn này nó quá thì quá chất lượng. Đấy, các bạn nhìn múi bưởi nhá. Đấy. Múi bưởi đấy, bưởi quả bưởi năm đầu tiên đấy. Đây, ăn thử. Giòn tanh tách luôn. Bưởi năm đầu nhưng không đắng một tí nào nhá. Mát. Có tội năm đầu cho nên nó chưa ngọt được. Với cả mình vừa vặt trên cây xuống. Vừa vặt trên cây xuống cho nên là nó chỉ đạt như này. Ấy, ui ui. Sướng chưa? Nhìn ngon. Đây là để quá vụ thì nước nó mới trào này nhá, chứ chúng ta mà hái đúng vụ thì hầu như là nước cực ráo tay luôn. Ngon quá.
ơn các bạn đã xem video nhá.